Thứ nhất là một cái bệnh án nó phải có bằng hành chánh. Cái bằng hành chánh là gồm có tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, giới tính của bệnh nhân, gia đình, dòng họ, con cái đó, có gì ghi vô, chỉ người liên lạc. Cái thứ hai là cái lý do vào viện. Cái lý do vào viện là cái một cái lý do rất là quan trọng, là nó là người ta gọi là cái triệu chứng cơ năng mà khiến bệnh nhân phải đi vào viện. Ví dụ như đến đây vì một cái đau, cụ thể là cái đau cái cổ tay, thì mình sẽ xoáy sâu vào cái chuyện cổ tay người ta. Tại vì cái này là cái cấp thiết của người ta đi vào viện, nhưng là cái gì mà cần thiết nhất, giống như là em hết tiền mới về sinh mẹ vậy, là cái hết tiền là cấp thiết nhất. Đúng không? Thì bây giờ bệnh nhân sẽ đi vào những cái đau cổ tay, mình phải xoáy sâu vào cái cổ tay. Sau đó mình phải mình khai thác hết những triệu chứng của cổ tay xung quanh cổ tay. Ví dụ cô ơi, cô đau cái cổ tay, mấy ngón cô hoạt động được không? Hoặc là nó cử động có bất thường gì không? Nó có bị đau tê đang đau không? Tức là phải khai thác được bảy thuộc tính. Cái bảy thuộc tính không? Bảy thuộc tính một triệu chứng. Em. Bảy thuộc tính một triệu chứng. Làm gì nữa? Không nhớ, em cũng không nhớ luôn. Để về đọc sách. Bảy thuộc tính nha, nhớ bảy thuộc tính đó. Cái khai đó một triệu chứng là có bảy thuộc tính, phải đủ bảy thuộc tính đó mới điểm cao. Bệnh án nào cũng vậy cả. Cái gì mà vị trí, hướng, cái gì cường độ gì đó, yếu tố tăng giảm gì đó, ABC dắt bảy thuộc tính một triệu chứng. Đau, ví dụ như một bệnh nhân khi mà em đi vòng cơ sở em khám tổng quát, một bệnh nhân đau bụng thì phải xác định vị trí đau như thế nào, ở đâu, kiểu đau như thế nào, đau quặn hay đau nghỉ, hướng như thế nào, hướng lan hay không, và yếu tố tăng giảm như thế nào, để mình cứu chữa được cái bệnh đó. Chứ không phải là tự nhiên vô thấy bác sĩ hỏi đau không, người ta ấn là sờ sờ nó đi, không phải. Cái đó là không phải, để bác sĩ nó làm, thứ nhất là đâu có thời gian, thứ hai là làm lâu rồi nó sẽ biết. Còn mấy em học nên sẽ khai thác, mấy em nhớ được những cái hội chứng, triệu chứng của bệnh. Tại vì á, sẽ có nhiều cái bệnh đau cùng một chỗ, thì các em hỏi cái thuộc tính đó thì nó sẽ biết được và khu trú được là ở chỗ đó đau những bệnh gì đó. Ví dụ như em đau hạ sườn phải thì em phải hỏi được cái những thuộc tính của nó. Nó có phải ví dụ như là đau gan, đau tụy, đau mạch hoặc là đau dạ dày, tá tràng. Đó, mình phải hỏi cho nhiều vô mình mới biết được là ở nó mình phân biệt được các loại đau của cái cơ quan nó xung quanh đó. Thì tiếp cận bệnh nhân cũng vậy luôn, các vấn tiếp cận nó cũng vậy đó. Là thứ nhất là khai thác được triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể. Triệu chứng cơ năng là triệu chứng những người, những cái triệu chứng nào mà khi người ta khai cho em á, em hỏi á, là nói triệu chứng cơ năng. Và triệu chứng thực thể là khi em khám sờ bệnh nhân, đụng tới bệnh nhân mà bệnh nhân có cái triệu chứng đó mà em phát hiện được nó là triệu chứng thực thể. Ví dụ như một cái triệu chứng gãy tay, em sờ được cái mắt liên tục xương thì nó là triệu chứng thực thể. Cái đó là ví dụ thôi, nhưng mà trong chấn thương thì người ta không có nói là triệu chứng thực thể cơ năng, chỉ nói là chịu dấu hiệu chắc chắn là dấu hiệu không chắc chắn của gãy xương thôi, đúng không? Hôm nay mà em gờ đầu nhưng mà chưa cũng chưa hả đó, thì các em phải khai thác như đó đi, tiếp cận bệnh nhân phải từng bước là cơ năng với thực thể. Xong cơ năng thực thể xong mình mới gom lại thành cái hội chứng. Hội chứng là trong sách nó học, ví dụ như hội chứng gì ABC đi dắt là hội chứng nó định nghĩa là cái nhiều triệu chứng cộng lại. Tức là ví dụ như hội chứng thường mấy em mình gặp á, là cái nhiễm trùng, sốt, mơ khô, lưỡi dơ, ABC, gì đó, là hội chứng nhiễm trùng. Hả? Hội chứng ba giảm. Ừ, hội chứng ba giảm thì đó, hội chứng Galia, tăng chứng Gala chứ không phải hội chứng. Hội chứng đông độc phổi, hội chứng gì đó, thì đó, nó sẽ có nhiều triệu chứng gom lại. Từ cái, những cái hội chứng đó mấy em mới biết được chỉ định cận lâm sàng để chẩn đoán ra một cái bệnh chính xác. À, mấy đứa xong cái phần tóm tắt bệnh án á, khi mà mấy đứa đã có hết các triệu chứng cơ năng thực thể và các tiền sử bệnh sử bệnh nhân, và phải khai thác một phần quan trọng nữa anh quên nói á, là phần tiền sử bệnh nhân, là trước đây là cô này nó có bệnh gì không, liên quan tới cái bệnh mình đang khám có hay không, còn nếu không có còn liên quan thì thôi. Như một số thầy á, thì sẽ bắt là tất cả các tiền sử, tức là bệnh nhân này bệnh gì ABC dắt phải kể ra hết. Nhưng mà thường á, một số người thì có hết, ví dụ như nếu mà bệnh nhân này á, vào gì đâu có bụng thì người ta sẽ hỏi tiền sử của bệnh nhân này coi đó, trước đó có mổ gì không, có bị cái bệnh lý liên quan gì tới ổ bụng hay không, mà người ta khu trú là cái bệnh. Nhưng mà một số người người ta không thích, người ta muốn nói ví dụ bệnh nhân này có tiểu đường, tăng huyết áp gì đó, hiểu không, hiểu không? Ừ. Bởi vậy tiền sử thì có những mấy đứa sẽ khai thác hết một loạt bệnh nhân, thì cái tiền sử nó sẽ có những cái tiền sử bản thân, nội ngoại khoa, tiền sử của gia đình và cái thói quen. Ví dụ thói quen của ông này ổng vào viện vì một lý do khó thở, bây giờ phải hỏi ổng ngày xưa có hút thuốc không, hút bao nhiêu năm gói, tức là mình có công thức tính gói năm, hút bao nhiêu gói năm,
đó, rồi sau đó mình mới khu trú lại là ở cái bệnh này có khả năng COPD gì đó, suy tim gì đó. Ví dụ như tiền sử nữa có ba nghe, thứ nhất là bản thân, thứ hai là gia đình, người có quen đó. Nếu mà mấy đứa giỏi nữa thì nó dịch tễ, nó là xung quanh đó sẽ có những ai mắc bệnh đó, tức là những bệnh truyền nhiễm xung quanh đó, bị bệnh ví dụ như dịch cúm gia cầm nó xung quanh nó sẽ có cái làng đó như người bệnh hay sao đó, thì nếu mà giỏi nữa thì cứ bỏ vô không. Sau đó mình mới gom lại cái phần tóm tắt bệnh án á, là mình sẽ gom lại triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, nếu mà những cái triệu chứng đó mà nó thành một cục, thành hội chứng á, là ba cái mấy đứa gom lại thành được hội chứng á, thì để thành hội chứng gì đó, tức là triệu chứng trước, hội chứng trước, chứ hội chứng trước sau nó mới tới triệu chứng. Cái nào mà gom được thành hội chứng thì để là hội chứng, còn cái nào không gom được cái hội chứng thì để thành triệu chứng. Sau đó mấy đứa mới là chẩn đoán sơ bộ, chẩn đoán hôm nay là bị cái gì đó. Sau đó từ cái chẩn đoán sơ bộ đó đó, mấy đứa mới là mấy suy nghĩ rồi cái này cần cận lâm sàng gì để chỉ định. Ví dụ như bệnh nhân mình vô mình có bị viêm ruột thừa, thì bây giờ mình đã khám được cái đau phổi chậu phải, sốt, nó như hội chứng nhiễm trùng, đau phổi chậu phải, đau thượng vị nôn ói gì đó, thì bây giờ mình nghĩ tới cái trường hợp này là khả năng chẩn đoán trên lâm sàng là đau ruột thừa. Nhưng mà để chắc có đau ruột thừa hay không thì mình phải chỉ định thêm là cận lâm sàng là gì, siêu âm bụng. Nếu mà mình giỏi, không phải giỏi mà nếu mình giàu thì mình chỉ định thêm CT scan đó, mình chỉ định cận lâm sàng là cận lâm sàng này để mình chẩn đoán phân biệt. Với ví dụ như trong đau ruột thừa thì nó không phải là lúc nào cũng đau, nó không chọc phải thì nó rủi đau thượng vị, thì mình phải chẩn đoán mình siêu âm coi cái này nó đau là đau do mặt vị dạ dày hay là tim hay là gì đó, mình phải chỉ định khi một số cận lâm sàng cần thiết. Từ có những có bằng chứng cận lâm sàng rồi đó, mình mới kết luận lại, mình biện luận lại, cái bước biện luận là cái biết bước quan trọng. Sau đó mình mới chẩn đoán xác định ca này là chắc chắn là viêm ruột thừa rồi, chỉ định viêm ổ. Chẩn đoán sơ bộ xong cái chẩn đoán phân biệt rồi tới cận lâm sàng, đúng rồi. Thì cái chẩn đoán phân biệt đó là anh mới nói là ví dụ như viêm đau tụy thì nó không thể nào là nhìn vô là không thể nào nói là đau dạ dày được, mà thấy được cái bệnh nhân này có đau tụy, có bị đau mật, có bị viêm tá tràng, hoặc là có bị máu cơ tim, thì mình phải chỉ định cận lâm sàng vô mình mới loại trừ được những cái bệnh đó. Ví dụ cận lâm sàng nó âm tính thì chỉ có khả năng là đó thôi, còn gì nữa không. Thì một cái bệnh án cơ bản là nó vậy đó, là nó sẽ qua các bước đó. Thì tiếp cận bệnh nhân thì mình cũng can theo bệnh án mà mình tiếp cận, thì đi theo từng bước vậy đó. Ủa, biện luận là sau cận lâm sàng, mà biện luận là trước cận lâm sàng em, tức là trên lâm sàng có gì đó, sau đó em mới suy nghĩ ra, nên em mới dùng kiến thức của mình để biện luận được bệnh nhân một bị bệnh gì đó, sau đó mới chỉ định cận lâm sàng. Khi chỉ định cận lâm sàng mấy em phải giải thích được ý nghĩa các cận lâm sàng, tức là trên bệnh nhân này có hay không. Đó là một cái bệnh án, bệnh học là phải làm tới đó, rồi sau đó mấy đứa mới học tới chẩn đoán xác định thôi. Và mấy đứa khi mấy đứa đi vào bệnh học là phải chẩn đoán hướng điều trị, có hướng điều trị. Đáng lẽ vào bệnh học là phải điều trị rồi, nhưng mà cho mấy đứa gặp mặt chỉ có hướng điều trị thôi. Hướng điều trị là khi đó là mình biết chắc bệnh nhân bị bệnh đó rồi, thì mình phải làm hướng điều trị của bệnh nhân này xử trí như thế nào. Ví dụ bệnh nhân gãy xương thì mình có hướng điều trị của bệnh nhân này là như thế nào. Đó. Thì bây giờ phải có cố định nè, bất động cố định người giảm đau hay gì đó, chống sốc cho bệnh nhân, người giảm các biến chứng gì đó xong ha. Xong đó rồi mình cho bệnh nhân ổn rồi mình sẽ mới suy nghĩ tới cái phương pháp bệnh nhân này mổ, mổ bằng phương pháp gì, hoặc không mổ thì làm cái gì. Đó là hướng điều trị đó. Khi lên lâm sàng sáng là hỏi tới đó, đó là mấy bạn y cơ sở, tức là học đi vòng cơ sở, còn mấy bạn đi vòng bệnh học hỏi sẽ ngắt hơn đó. Thì anh gửi cho mấy bạn những cái vấn đề để mấy bạn học, thì là bạn đi sẽ gặp 6 triệu chứng, 3 triệu chứng gãy xương chắc chắn gãy xương là phải thuộc, 3 triệu chứng không chắc chắn là phải thuộc, hướng điều trị là phải thuộc. Điều trị gãy xương nó dễ lắm, nó chỉ có 6 ý thôi à, 6 ý gì đó, nó cứ dồn gãy xương nào cứ cũng cam cho đó là chắc chắn là sẽ có điểm. Nhanh nhớ thuộc, lúc nào trong đầu nhớ được, cố định với giảm đau là hai cái quan trọng nhất. Sao hiểu chưa? Thì dạy ca theo đó mà học. Anh bữa hôm anh dặn gãy học gì đó học chưa? Lại cứ gãy xương. Lại cứ gãy xương học hết chưa? Em nãy giờ ngân ngơ nè. Hả? Gọi đúng không? Đọc X quang. Trong cái bài cứ gãy xương ấy có hoạt động X quang. Chị đâu muốn hỏi gì nữa không? Có chứ em. Một bệnh án hậu phẫu thì nó lại khác nữa. Cái này là cái tiếp cận bệnh nhân đem khám, còn cái bệnh án hậu phẫu thì nó khác. Nó khác con cái là mấy em phải là, tức là bệnh nhân đã mổ xong rồi
Cái này phải khám bệnh nhân sau mổ. Tức là nó sẽ bệnh nái hậu nó dài, dài thường được luôn. Đó, nó học thi vô nái hậu cái xui đó.